Xin chào tất cả mọi người, chào tất cả các chị em, những người mà có làn da dầu, một làn da lúc nào mặt bóng nhảy lên, muốn tìm cho mình một dòng sản phẩm dưỡng trắng da mịn màng tại nhà, thì đây là một sản phẩm mà các bạn không nên bỏ qua, đó là cặp đôi dưỡng trắng da dành cho da dầu của Becky Sâm. Và đặc biệt cái dòng sản phẩm này nó cũng dành cho những người mà sau khi điều trị mụn xong mà muốn dưỡng trắng da tại nhà thì rất là hiệu quả. Cái bộ sản phẩm này nó gồm có hai sản phẩm, đó là gồm có serum ta dùng ban ngày và kem ta dùng ban đêm. Khi dùng cái sản phẩm này thì nó sẽ làm cho da dầu của các bạn sẽ kiểm soát dầu rất là tốt, lỗ chân lông được thông thoáng và ngăn ngừa mụn rất là hiệu quả. Nó sẽ dưỡng trắng da, cung cấp các dưỡng chất, cung cấp độ ẩm, cung cấp nước để da của chúng ta không bị mất nước và da của chúng ta sẽ trắng dần lên mỗi ngày. Đó, đây là sản phẩm rất là hiệu quả của Becky Sâm và được rất là nhiều người đã sử dụng rồi. Những bạn nào mà sau khi điều trị mụn thì đừng lên bỏ qua các dòng sản phẩm này, bởi vì khi ra điều trị mụn xong thì khi dùng sản phẩm này nó sẽ làm cho ngăn ngừa mụn tái phát rất là hiệu quả. Và đặc biệt những bạn mà có làn da dầu ấy thì dùng sản phẩm này xong ấy, nó sẽ thường là những da dầu thì nó hay bị nhiều mụn nổi lên, nhưng mà khi dùng sản phẩm này xong thì các bạn sẽ ngăn ngừa mụn rất là hiệu quả luôn. Đây là một dòng sản phẩm rất tốt, rất hiệu quả và an toàn. Cho nên là những người mà có làn da dầu và những người mà sau khi điều trị mụn thì các bạn đừng bỏ qua cái dòng sản phẩm này nhé. Bộ đôi trị mụn dưỡng cho da dầu dành cho những người đang có làn da những bị dầu và những người đang muốn tìm cho mình dòng sản phẩm dưỡng trắng da tại nhà trong cái thời gian mà đang bị chống dịch ở nhà như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.